Jessica Hương Sen Restaurant Hotel tòa lạc tại cửa ngõ phía tây thành phố Tuy Hòa, nằm ngay trên quốc lộ và lối vào chính của trung tâm thành phố. Chỉ mất 15 phút đi đến sân bay Tuy Hòa và 5 phút đến với nhà ga thành phố, nên thuận lợi cho việc đi lại và tham quan du lịch. Đến với Jessica Hương Sen Restaurant Hotel, quý khách sẽ có cơ hội trải nghiệm tất cả các dịch vụ tốt nhất tại đây như nhà hàng, phòng nghỉ dưỡng, cà phê sông vườn, khu trò chơi thiếu nhi, tổ chức sự kiện. Jessica Hương Sen Restaurant Hotel mong muốn là cánh cửa đầu tiên của thành phố Tuy Hòa mở ra để đón các du khách đến với các di sản thiên nhiên, văn hóa nổi tiếng và được thưởng thức ẩm thực Phú Yên. Jessica Hương Sen Restaurant Hotel luôn lấy uy tín, chất lượng làm nền tảng, với đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, phong cách phục vụ lịch thiệp, thân thiện, chu đáo, chắc chắn sẽ đem lại cho quý khách những phút giây vui vẻ, thoải mái khi nghỉ ngơi tại đây. Xin được kính chào tất cả quý vị. Nơi Quang Bình đang đứng chính là khách sạn Jessica Hương Sen Phú Yên, tiêu chuẩn 3 sao. Xin mời quý vị. Hệ thống phòng ngủ 3 tầng và 67 phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi, cùng lối thiết kế đơn giản và ấm cúng theo tiêu chí tôn trọng sự riêng tư và tiện dụng của du khách. Tất cả các phòng đều có bồn tắm đứng và nước nóng. Tất cả các phòng được kết nối wifi miễn phí, truyền hình cáp với 60 kênh đa dạng và phong phú. Chào em. Chào anh. Theo như anh được biết thì em đến với Phú Yên để du lịch đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Em cảm nhận khi mà đến với Jessica Hương Sen Phú Yên thì như thế nào? Quả thật thì đây là lần đầu tiên em đến với Jessica Hương Sen và cảm giác đầu tiên của em đó chính là rất là ấm cúng, giống như là mình không phải mình đang ở tại khách sạn mà giống như là mình đang ở tại ngôi nhà của mình vậy. Và chất lượng dịch vụ ở đây cũng rất là tốt, và mỗi lần vào buổi chiều khi mà em cảm giác là mình hơi mệt mỏi một chút thì mình thấy ở bên họ có những cái dịch vụ mà thuê và thư giãn rất là tốt, và chắc chắn đây là một cái nơi mà mình sẽ là khi mà đến với Jessica Hương Sen thì em thấy cái dịch vụ mà phục vụ khách du lịch như thế nào? Có một điều em rất là ấn tượng đó chính là các nhân viên đây luôn tươi cười, và điều này là một điều em luôn thích ở tất cả những dịch vụ nhà hàng sạn, và làm cho em có một cảm giác rất là thân thiện và muốn ở đây lâu. Và ngay lúc bây giờ mình có thể ra bên ngoài khi mình có thể thư giãn cùng với các dịch vụ của Jessica Hương Sen Phú Yên nhé. Mời em. Jessica cà phê sông vườn thoáng mát, lịch sự là điểm đến lý tưởng để mọi người cùng nhau thư giãn, hẹn hò, sum họp gia đình và gặp gỡ đối tác. Bên cạnh Jessica cà phê là khu trò chơi miễn phí dành cho các em thiếu nhi, với trò chơi vận động hấp dẫn, lý thú chắc chắn sẽ mang đến niềm vui cho các bé, sự an tâm của các bậc phụ huynh khi đưa con em đến đây vui chơi giải trí.
Jessica Hương Sen là sự kết hợp hài hòa, tinh tế giữa không gian yên tĩnh, lịch sự và trang trí theo phong cách hiện đại, sang trọng. Nhà hàng gồm hai sảnh, sảnh tầng trệt và sảnh lầu 1, được trang bị màn hình LED 300 inch, hệ thống điều hòa, âm thanh ánh sáng, máy chiếu, với sức chứa trên 1.000 thực khách, rất phù hợp và thuận lợi để tổ chức các loại tiệc và sự kiện. Nhà hàng Jessica Hương Sen là nơi chuyên tổ chức liên hoan, sinh nhật, giao lưu, họp mặt, chuyên phục vụ quý khách đầy đủ các món ăn Âu, Á, buffet với giá cả luôn luôn hợp lý và thường xuyên có các chương trình khuyến mại hấp dẫn. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, chu đáo sẽ đem lại cho quý khách cảm nhận thật sự hài lòng khi thưởng thức các món ăn do các đầu bếp đã có nhiều năm kinh nghiệm đảm nhiệm. Jessica Hương Sen Restaurant Hotel luôn lấy uy tín, chất lượng làm nền tảng. Với đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, phong cách phục vụ lịch thiệp, thân thiện, chu đáo, chắc chắn sẽ đem lại cho quý khách những phút giây vui vẻ, thoải mái khi nghỉ ngơi tại đây.